Trường quay tin đã quay trở lại với chúng ta vào thứ sáu hàng tuần và Hòa Rapper xin được kính chào tất cả mọi người. Chúc cho mọi người sẽ có thật nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui. Đặc biệt với số ngày hôm nay, chúng ta sẽ gặp gỡ một anh chàng ca sĩ rất là dễ thương, đó chính là anh ca sĩ Băng Cương. À, chào Hòa Rapper, Băng Cương xin được gửi lời chào đến tất cả các bạn đang theo dõi chương trình. Vâng, ngày hôm nay Hòa Rapper sẽ trong một vai trò chính là Hắc Công Tử và anh Băng Cương chính là Bạch Công Tử. Mọi người cũng có thấy cái màu da cũng như cái phong cách của hai anh em. Nhưng mà Bằng Cường thấy rằng là hai anh em đều mặc đồ cũng màu tối đó chứ. Dạ, chứ nói chung là mình rất là nam tính anh. Dạ, dù da có trắng hay da đen mình vẫn là đờn ông. Và để khởi đầu cho cuộc trò chuyện ngày hôm nay với Trường Quay Tin thì anh Bằng Cường hãy trả lời một số câu hỏi giao lưu cùng với fans. Và đặc biệt những câu hỏi này được truyền tải qua phần mềm ứng dụng Mocha Messenger, là các bạn ấy sẽ gửi trực tiếp voice chat với anh trực tiếp ngay tại ngày hôm nay nhé. Anh rất trẻ trung, sôi động. Bên ngoài của anh cũng baby nữa. Vậy thì anh có thể làm 5 điều bộ xịt tin của mình để chờ lòng fan hâm mộ của anh là em không ạ? À, hay quá, cảm ơn em. Mấy khi mà có những cái câu hỏi yêu cầu nó khá đặc biệt như vậy anh Cường ạ? Thực ra thì Bằng Cường năm nay cũng không phải còn là trẻ trung xịt tin nữa. Bởi vì là cách đây khoảng độ 5-6 năm về trước thì có thể mình hát những ca khúc tin. Dạ. Hoặc là những gì mình trẻ trung thì nó hợp thời hơn. Còn bây giờ thì mình đã chững chạc hơn nhiều rồi, chững chạc trưởng thành hơn nhiều rồi. Vâng. Nếu mà làm tin quá thì mọi người lại bảo mình là hôm nay cưa sừng cưa sát quá. Nhưng mà thôi thì cũng phải chiều thôi. Dạ đúng rồi. Đầu tiên là mình là phải như thế này. Một. Chào. Một, hai là mình phải đấy. Dễ thương. Còn ba là kiểu gì ta? Cái kiểu mà kim tang hay là anh hay là vuốt tóc. Cái kiểu mà như thế này thì cũng được nhưng mà ít khi mình sử dụng lắm. Bình thường là mình hay chụp hình là mình hay như này. Rồi ba kiểu rồi. Bốn. Dạ bốn. Này bốn mà. Dạ đi hả? Trời ơi, sao anh khôn thế? Tại vì trưởng thành nó phải nhanh. Vâng vâng. Có nhiều có nhiều. Còn cái kiểu thứ năm thì thôi, chứ chắc là mình hay có kiểu mà ngướng con mắt bên phải, đỏ con mắt bên trái đó là đó. Đá không nghe hợp chết. Đúng rồi. Em nghĩ mà với ánh mắt đó anh đá cỡ chừng vài chục cô sẽ ngã gục ngay anh Cường ơi. Nhưng mà đây là bị ngứa thật cho nên đi. Hy vọng là bạn fan vừa rồi sẽ cảm thấy rất là vui lòng với 5 biểu cảm của anh Bằng Cường để làm cho chúng ta cảm thấy buổi trò chuyện ngày hôm nay sẽ rất thú vị và anh Cường sẽ không giấu bất cứ bí mật nào cả. Nha, anh hứa với em nha. Bằng Cường sẽ cố gắng hết mình và giữ lại 90% thôi. Sẽ bộc lộ hết 10%. Ngược lại được không? Ngược lại. Dạ dạ, giữ 10 thôi. Giữ 10. Dạ. Anh tuyên thệ nha. Và bây giờ cuộc thẩm vấn, cuộc phỏng vấn của chúng ta sẽ bắt đầu. Anh Cường là một người ca sĩ đã có rất nhiều kinh nghiệm trong nghề, cũng như là tuổi nghề cũng khá là lâu. Nhưng mà mọi người thấy anh có cái phong độ và cái nói chung là cái đẳng cấp của mình khá là an toàn. Anh không có áp dụng nhiều về chiêu trò và truyền thông quá mạnh mẽ bởi những thị phi, bởi những điều scandal. Thì liệu điều đó, anh có cảm thấy đó chính là một trở ngại và cũng là một sự khó khăn khi mà mình phải đi quá lâu như vậy không ạ? Theo như Bằng Cường thì mỗi một nghệ sĩ họ có một cái con đường riêng để đi. Tất cả đều đi là đến một cái đích thôi. Còn nếu mà theo như Bằng Cường thì chắc là cái cách của Bằng Cường đi thì nó hợp với lại cái gọi là cái bản chất của mình. Lúc nào cũng chỉ thích cái gì đó gọi là yên bình, không phải là lúc nào cũng ồn ào quá. Bởi vì nghệ sĩ mà cứ gây ồn ào quá thì đôi lúc thì nếu mà ai mà may mắn thì cái sự ồn ào đó sẽ thành công, và ai mà không may mắn thì cái sự ồn ào đó lại phản ngược lại. Anh Cường thân mến, như vậy thì mọi người cũng đã thấy là anh tham gia rất nhiều show diễn và xuất hiện rất nhiều show diễn ở các tỉnh khác hoặc thậm chí là nước ngoài nữa. Thì anh có sợ điều đó sẽ làm cho những khán giả ở những trung tâm sẽ quên đi hình ảnh của ca sĩ Bằng Cường không ạ? Và mọi người sẽ đánh giá là anh chỉ là ca sĩ đi diễn tỉnh nhiều hơn. Thực ra thì mỗi một người nghệ sĩ mà được đi biểu diễn được tất cả các nơi thì đó là một điều thành công rồi. Bởi vì mình được thành công hay không là cái sự xuất hiện của mình ở tất cả các nơi mà mình được đến, đó mới là một cái điều hạnh phúc. Trước đây thì Bằng Cường cũng đã hát rất là nhiều ở thành phố Hồ Chí Minh rồi. Yeah. Thì thời gian gần đây thì Bằng Cường mở rộng của mình hơn, mình có thể là mình đi được đến nhiều nơi hơn. Bởi vì cái tuổi của mình không thể nào mà lúc nào cũng trẻ trung mãi được. Mình mà đến lúc mà mình mà lớn tuổi đi, mình già hơn mà mình bắt đầu mới xuất hiện ở những cái tỉnh khác thì lúc đó thì
chắc là cái tên của mình nó cũng bị gọi là mọi người cũng quên rồi. Gương mặt của anh suốt bao nhiêu năm trời vẫn baby như vậy, vẫn rất dễ thương, vẫn rất cáng trẻ và đáng yêu. Thì sắp tới đây liệu anh Cường có một cái kế hoạch nào đó để thay đổi hình ảnh của mình trở nên đen đen ngăm ngăm giống em không, hay là sáu múi? À không, em thì có một múi thôi. Bạn Cường cũng nói chung là cũng biến đổi, gọi là thay đổi cái hình tượng của mình cũng rất là nhiều lần rồi, nhưng mà thực ra thì nó hợp nhất thì vẫn là cái phong cách nhạc của mình là nhạc ballad nhẹ nhàng. Thì thôi, mình đã thành công đến với khán giả và khán giả đón nhận mình như nào rồi thì mình cứ thế mình phát huy thôi. Còn cái hình tượng của Bằng Cường thì trước đây thì Bằng Cường hồi mới bắt đầu đi hát là lúc nào cũng đeo một cái kính giống như là nhạc sĩ Hoàng rapper đây chẳng hạn. Đấy. Dạ anh bỏ rồi, em vẫn còn đeo. Thì hồi đó thì Bằng Cường lúc nào cũng được mọi người gọi là chàng trai đeo kính cận. Nhưng mà đến khoảng độ 2 năm trở lại đây thì Bằng Cường đã cất cái kính của mình đi. Bởi vì là Bằng Cường trưởng thành hơn thì Bằng Cường muốn thay đổi cái hình tượng cho nó khác hơn một chút. Và bây giờ sẽ là một màn tranh đấu đối kháng giữa Hoàng rapper và anh Bằng Cường qua dịch vụ ứng dụng Mocha Messenger. Và trên tay chúng tôi đây đang sử dụng Mocha. Và trong Mocha có một phần mềm gọi là Voice Sticker sẽ giúp cho chúng ta nhanh chóng chọn những icon thú vị nhất để gửi tặng cho bạn bè của mình. Và thông qua những icon này, chúng ta hãy cùng nhau tạo nên một trò chơi giữa anh Bằng Cường và Hoàng nhé. Anh Bằng Cường, anh đã quen sử dụng với Voice Sticker này chưa? Bằng Cường đang lúng túng bởi vì là hôm nay là lần đầu tiên được chiến ngay tại trận như thế này, chứ bình thường mà ở nhà mà nhắn thì là mình tự tin hơn. Thử nha, bây giờ thử ấn một cái icon mà anh thích đi. Test loa nè, test âm thanh nè. Hừ cấu. Ví dụ như vậy. Thì hãy làm sao sẽ có một bạn trợ lý ở bên ngoài phim trường. Bạn ấy sẽ đọc một câu hỏi. Chúng ta hãy chọn một icon nào đó trên Voice Sticker phù hợp, trùng hợp với đáp án với câu hỏi đó. Đáp án mà không trùng khớp với câu hỏi thì chúng ta sẽ phải uống hết một ly nước này anh. Sẽ có 5 câu hỏi. Mà nếu như anh Cường mà thua hết cả 5 ly này thì lát nữa đây anh cái sẽ đấy, không được máy bay nữa. Khi nào mà uống xong 5 cái ly này thì mình sẽ chọn cái này đây. Chắc tôi chết. Chọn. Hợp lý. Mình giao sẵn luôn nhanh. Nếu mà bây giờ cả hai người đều có đáp án nó bị vô duyên á, cái đáp án nó không liên quan tới câu hỏi, thì anh em mình cưa 50-50 nha. Câu hỏi đầu tiên, anh có sợ ma không? Hừ cấu, thích chết không? Anh nói là hư cấu hả? Ừ. Em nói là anh gặp. Anh còn cười sao? Mấy đáp án hư cấu. Chà, mấy cái ly mà trong tông này nó nguy hiểm lắm anh à. Chọn cái ly đen này cho nó lành. Không được anh, em chưa ăn gì, em muốn cà phê cho em say á. Đấy, chọn ly này đi. Nồi chua lắm, nhìn rồi biết nó chanh rồi. Xong rồi, được ly nước lọc, sướng. Mày thế. Cái này là ở hiền gặp lành. Mình đang khát nước rồi chứ. Tiếp tục nha, câu thứ hai. Anh nói gì khi người yêu cũ muốn quay lại? Quá muộn rồi. Anh nói quá muộn rồi. Gọi là tiếp tục là ăn gạch. ăn gạch cũng hợp lý mà, đúng không? Người yêu cũ rồi quay lại ăn gạch cho em. Còn lâu anh không chịu quay lại đâu. Ủa mà nói chung là ai thắng vậy? Anh còn thương. Anh đang rất nghi ngại bởi vì ly nước lọc anh đã uống rồi. Hai cái ly trong trong còn lại là rất nguy hiểm nè. Uống đi nước chanh đi. Mình nhìn cái màu này dù sao mình cũng yên tâm hơn. Đã biết nó chua rồi. Đã. Cái gì đấy? Chua. Nước chanh không đường. Câu hỏi thứ ba. Anh làm gì khi lỡ quên kéo khóa quần ở nơi công cộng? Chắc tôi chết. Muốn bùng cháy. Ủa anh Cường chọn là chắc tôi chết. Còn em lỡ nhấn vô cái muốn bùng cháy. Thế được ấy. À, khi mà đứng trước đám đông mà quên kéo khóa quần thì lúc đó mình bộ chắc chết quá. Tại vì là từ nãy giờ nhảy điên đảo cũng không để ý là sao em thua hoài vậy? Nãy giờ có làm gì không? À, và sao bây giờ mình chọn muốn bùng cháy trời. Nhưng mà con phải chờ câu trả lời ấy chứ. Anh Cường sáng. Ly này chắc chắn là không phải cola rồi. Là cà phê. Trời ơi, cà phê mùi nồng quá. Uống nửa thôi, lát nữa sẽ chết. Dạ, uống nửa hả? Ok, kính lão đã thỏ, anh uống dưới. Trời ơi, đàn ông lịch lãm uống cà phê cũng có phong cách gì anh. Vô hết nha. Đặc quá. Đặc quá anh. Wow. Húp trọn nè. Trời ơi, chương trình tốt quá anh. Em tưởng có đường. Không có.
Rồi tiếp tục. Em không quên uống đen. Cái nút đậm đâu vậy? Câu thứ tư, khi bạn gái giận dỗi anh sẽ nói gì? Call me baby. Call me baby. I miss you. Sao? Thôi hai người mình vô. Mỗi người nữa. Cái gì đấy? Cái sao lại cho đi đó? Sao vậy? Em có linh cảm không làm cho gì đó. Nó đang đóng ván. Nó có những cái sinh vật lạ. Nó có những cái dấu hiệu lạ xung quanh thành ly. Ý là hai đứa chia đôi. Ok, ok. Không ok. Anh 50 đi anh. Chứ anh đừng có 10, 90 vậy chết em ơi. Sao mình đã có đi biển thôi, sao lại cho mình ra biển sớm thế này? Ồ thế à, thế là biển à? Chết rồi. Mặn nồng đêm nay luôn anh em ơi. Yeah. Hey, khí tụ đang điện, uống cho hết ly nước muối nè. Uống thành thành con thủy tề luôn. Sở thích khi rảnh rỗi của anh là gì? Đi biển đi. Muốn bùng cháy. Cái gì? Tự nhiên sở thích là muốn bùng cháy. Anh làm với anh là đuốc sống thì anh bùng cháy. Đó, em đi biển này hợp lý nè. Ai thắng nè, ai thắng nè. Anh Hoàng cảm ơn hả? Đó. Anh uống đi còn lại cho anh. Ngọt ngọt. Ok. Trong lành, trong lành. Trong lành. Hoàng mày thế. Anh có thể chưa 50 được mà. 50 đi. 50 đi. Em rất là muốn đồng cam cộng khổ với anh. Anh đang bị phạt. Em sẵn sàng là chấp nhận chia 50-50 với anh. Tại vì đó là nước lọc. Lẹ đi anh. Khổ em nó cứng quá trời nè. Ok. Ôi trời ơi. Cảm ơn anh. Trời ơi, chưa bao giờ thấy nước chưa bao giờ thấy ai cũng được vui vẻ khi về được nhận hình phạt như là Hoàng Rapper. Ok, ngon. Anh Cường thân mến, thì em có để ý là anh đồng hành chung với những sản phẩm âm nhạc của anh rất nhiều người đẹp, rất nhiều chân dài, và thật sự điều đó khiến anh em rất hâm mộ về anh. Em không biết đó là do một cơ duyên hay là do anh có một cái chiến lược riêng hay là chiến thuật riêng để có thể thu hút được nhiều người đẹp đến vậy. Thực ra thì mỗi một người nghệ sĩ khi mà họ phát hành một cái sản phẩm mới thì bao giờ bên cạnh cũng có một cái sự xuất hiện của những cô gái họ thường xuất hiện trong cái album của mình. Và Cường nghĩ rằng là trong một cái sản phẩm âm nhạc mới mà mình cứ lặp đi lặp lại nhiều quá thì khán giả xem họ sẽ bị nhàm chán. Còn trong các cái MV thì Bằng Cường thấy rằng là cứ mỗi một cái MV không thể nào mà quay một ông đàn ông không được. Bởi vì mà trong MV mà mình hát về tình yêu, mình hát về người con gái ruồng rẫy bỏ rơi mình, chẳng nhẽ mình cứ hát độc thoại của một mình thì nó cũng không hợp. Cái người diễn viên ấy, nó họ có nghĩa là họ phải thổi hồn được vào trong cái MV của mình. Thì bên trong trong số những người đẹp đó có một người đẹp là DJ OC. Đấy, là tên tuổi của anh cũng như DJ OC gắn liền với rất nhiều bài báo PR truyền thông và mọi người rất quan tâm đến vấn đề này về tình cảm của đôi bên, rồi cũng xảy ra một số sóng gió. Thì anh có quan ngại về những việc sóng gió nó xảy ra? Bằng Cường và OC thì thực ra thì hai người là đến với nhau là qua khi mà hai người cùng kết hợp cho ra đời đầu tiên, đó là sự kết hợp giữa ca sĩ và DJ. Cách đây khoảng 2 năm trước thì Bằng Cường có đi diễn và Bằng Cường đã gặp DJ OC. Thì Bằng Cường thấy rằng bây giờ nếu mà có cái sự kết hợp giữa Bằng Cường hát và kết hợp cùng với lại một người DJ thì nó sẽ như thế nào? May mắn là được mọi người đón nhận, ủng hộ rất là nhiều. Rồi cái vui quá rồi nảy sinh tình cảm hay sao anh? Về cái ngoài đời của Bằng Cường thì Bằng Cường ít khi nào chia sẻ, bởi vì là cái gì buồn đau nhất của mình sâu trong lòng mình thì Bằng Cường giữ lại cho mình thôi. Thì anh có sợ mọi người sẽ nói là anh sẽ nhờ những người đẹp đó mà anh sẽ dựa hơi vào để anh nổi tiếng hơn hay anh để PR truyền thông thương hiệu của mình hơn không? Từ trước đến giờ thì những người mà Bằng Cường hợp tác họ đều là những người mới và Bằng Cường là những người mà làm cái sản phẩm đấy đi trước và nấu sẵn cho họ có thể là bật phá lên, chứ Bằng Cường không có chọn người nổi tiếng để mà lăng xê, bởi vì nếu mà người ta đã nổi tiếng rồi thì mình còn gì mà lăng xê nữa. Rõ ràng là anh Cường luôn luôn tập trung rất nhiều tâm huyết của mình cho những sản phẩm, những đứa con tinh thần của mình. Và thậm chí em nhớ có thời điểm mà anh ra album hàng loạt luôn, cứ mỗi lần mà cứ một tuần mới em mở mắt lên mạng là lại thấy album mới của anh Cường, em nghe không kịp luôn á. Thời điểm đó chắc là em nhớ không lầm là 2013
2011. 2011, dạ, đó, anh ra liên tục luôn. À, theo sau năm 2011 thì Hoàng Cường được các nhà báo gọi là Hoàng Cường là một ca sĩ ghi kỷ lục, gọi là ra album nhiều nhất trong năm. Đấy. Là một năm ra 14 cái. Trong năm 2011 Hoàng Cường chỉ có ăn và ngủ tại phòng thu, lúc nào cũng chỉ ăn ngủ phòng thu và viết nhạc ngay tại chỗ và làm nhạc luôn và thường luôn. Thì anh có nhớ cái bài hát sáng tác đầu tiên của mình và khoảng thời gian nào không? Năm 2006 Hoàng Cường mới đặt chân vào thành phố Hồ Chí Minh thì có phát hành một album Vol 1 đầu tiên. Bao nhiêu là vốn liếng, cũng như là kinh tế mình vay mượn, rồi là cũng như là gia đình giúp hỗ trợ thì bắt đầu ra được sản phẩm đầu tiên thì nhiều ước mơ lắm. Lúc đó hoài bão nhiều và ước mơ nhiều, mình bảo mình ra cái album này xong mình sẽ là một người gọi là được nhiều người biết đến, được đi hát nhiều và được khán giả thành phố Hồ Chí Minh đón nhận. Nhưng mà thực sự không phải là như vậy đâu, bởi vì là nếu ai mà cũng ra album mà phát nổi tiếng luôn thì chắc là người nhà nhà ai cũng làm rồi. Nhưng không phải là may mắn sẽ mỉm cười ngay cái số đó thì rất là ít. Đến khi mà cái sản phẩm một của mình chưa được ai biết đến thì lúc đó là cái lúc mà trông chờ nhất thì lại là buồn nhất, thất vọng luôn. Thì bắt đầu đến năm 2007 đó mới là cái lúc mà Hoàng Cường sáng tác ca khúc đầu tiên mà Hoàng Cường viết, đó là ca khúc Nhạc Ngoại Lời Việt, là ca khúc Thần Thoại. Lúc đó hát cùng với lại ca sĩ Nhật Kim Anh. Sau đó thì Hoàng Cường viết thêm ca khúc Lời Yêu và ca khúc Cô Nàng Hay Ghen. Tất cả các ca khúc này đều hát song ca cùng với lại Nhật Kim Anh. Thì may mắn là cả hai đều được khán giả đón nhận luôn. Và từ những cái bước đó thì Hoàng Cường mới sáng tác những cái ca khúc được yêu thích nhất là năm 2008 và ca khúc Tình Yêu Đẹp. Hát với nhóm Mắt Ngọc. Luôn luôn là có những người đẹp trên dài để đồng hành cùng với anh Hoàng Cường. Thì cũng trải qua một số mối tình cảm với cái người đẹp, đặc biệt là mối tình cảm trong clip thôi nhé. Dạ. Nhưng mà tới tận bây giờ thì anh vẫn đang vườn không nhà trống, lắm mối tối nằm không. Thì đến bây giờ thì anh mới kết thúc cái cảnh này anh Cường. Hoàng Cường đang có một cái câu châm ngôn rất là tâm đắc. Hoàng Cường chỉ muốn là nếu như em nắm tay anh, bao nhiêu giông tố sẽ thành bình yên. Câu này Hoàng Cường đang rất là mong chờ. Như vậy thì lỡ như cái tình cảm nó lại đến từ fan hâm mộ chứ không phải là từ những người làm nghiệp, thì anh có đón nhận tình cảm đó của người hâm mộ không ạ? Hoàng Cường nghĩ rằng là duyên số nó đến thì nó là số trời định rồi, chứ làm sao mà mình biết được là đồng nghiệp hay không đồng nghiệp. Quay trở lại với cuộc sống của anh Hoàng Cường thì em nghe nói là tuổi thơ của anh rất là hạnh phúc, rất là vui và sung sướng. Anh có thể kể lại những kỷ niệm vui thời thơ ấu của mình không ạ? Cường chỉ được ở gần bên gia đình từ khi mà Hoàng Cường sinh ra cho đến khi mà năm học lớp 4 là bắt đầu Hoàng Cường theo gia đình đi rất là nhiều nơi để đi biểu diễn. Và lúc đó thì gia đình của Hoàng Cường cũng gặp sự cố trong cuộc sống, thì là mỗi người phải chia ra một nơi để mà tiếp tục cái công việc của mình. Hoàng Cường cũng phải tự lớn lên và tự mình chăm lo cho bản thân của mình từ bé. Cho phép em được hỏi những biến cố trong cuộc sống của gia đình đó chính là sự ra đi của anh trai và mẹ của anh đúng không ạ? Anh trai của Hoàng Cường mất, rồi là đến mẹ của Hoàng Cường cảm thấy buồn và nhớ con thì mẹ cũng ốm và 3 năm sau thì mẹ cũng mất theo. Thì đó là những cái lúc mà Hoàng Cường là ngày còn bé thì Hoàng Cường chỉ nghĩ ở trong đầu mình là lúc mình chỉ được sung sướng khi mà được ở gần bên gia đình của mình, đó là những cái gì mà hạnh phúc nhất. Có khi mà tự nhiên mà người thân của mình mà có ai mà xa mình thì lúc đó rất là buồn, bởi vì Hoàng Cường là người sống rất là tình cảm. Trải qua rất nhiều biến cố rồi đến khi trưởng thành hơn, chắc chắn anh cũng đã gặp rất nhiều rủi ro như sự cố trong cái sự nghiệp và cuộc sống của mình. Thì có bao giờ anh cảm thấy chán nản rồi muốn buông xuôi tất cả không? Thực ra thì mình chỉ cảm thấy buồn trong cuộc sống, bởi vì mình lúc nào cũng chỉ có một mình thì mình cảm thấy cô đơn thôi. Nhưng mà cứ tiếp tục cái buồn chán thì mình cũng sẽ không làm được cái gì cả. Nên mình những cái gì mà buồn chán thì tốt nhất là mình nên để mỗi khi đêm về thì mình hãy nghĩ lại những cái ngày đã qua, thì mình cảm thấy buồn và chỉ buồn trong cái lúc mà mình một mình thôi. Còn khi mà sáng tỉnh dậy thì mình lại tiếp tục công việc. Nói về cái nghề thì anh có nhớ ngày trước khi mà tham gia nghệ thuật anh có làm những công việc khác, những nghề khác, anh có thể chia sẻ về công việc đó không? Lúc đó thì mới có năm chín mấy thôi,
Lúc đó thì ông Văn Cường có nhờ người quen là cô đấy xin cho Văn Cường đi học làm bánh kẹo. Thì Văn Cường cũng nghe lời ông thì cũng đến học. Học xong mà chỉ học được 2-3 ngày rồi bắt đầu cái người đó mới bảo là cháu không hợp công việc ở đây đâu. Tốt nhất là cháu nên kiếm công việc khác bởi vì cái này nó không phù hợp. Thì Văn Cường cứ như ta nói không hợp thì thôi lại đi về. Bởi vì mình cũng đã cố gắng làm rất là nhiều ngày rồi. Nhưng mà thực sự Văn Cường làm không nhanh bằng những anh chị khác. Có mấy người thanh niên bảo là ôi dồi bàn tay của em bé thế này làm sao mà làm được. Thì ông lại thuyết phục Bằng Cường đi học thêm cái nghề nữa là nghề chạm khắc gỗ. Đó là cái nghề mà chạm khảm, tức là cái đấy là đòi hỏi phải khéo tay. Cũng bảo là tại vì cái nghề chạm khắc gỗ thì nắng mưa thì cũng con cũng không có lo. Con cứ ở nhà con cứ đục đẽo rồi là chạm khắc đến khi nào xong sản phẩm thì con thôi. Thì mình cũng học được nghề được 3 năm trời thì cũng đi hết nơi nọ, đi hết nơi kia, học 3 năm làm được cũng rất là nhiều sản phẩm. Thì cũng nhà trường cũng chọn những cái sản phẩm của Bằng Cường để trưng bày cho cái cửa hàng để bán. Thế còn một cái thời điểm nữa là bố của Bằng Cường thì là ông là họa sĩ thì rất là thích Bằng Cường theo bố là học vẽ tranh. Bố vẽ truyền thần và vẽ chân dung rất là đẹp. Đi theo bố vẽ được khoảng 6 tháng trời thì là suốt ngày được mời đi hát. Cuối cùng bảo là đi hát. Bố bảo là thôi cái con đi hát thì bố khi nào hát xong về lại học tiếp. Thì là cuối cùng đi hát thì cuối cùng đi luôn. Cuối cùng là không về nữa. Như vậy là sau 3 năm vẫn là cái duyên với nghề ca hát. Và anh có nhớ là những ngày tháng đó những khó khăn nào mà anh phải gặp phải không ạ? Cái ngày mà Bằng Cường mà đi diễn với đoàn ấy thì là lúc đó là những cái lúc mà khổ nhất nhưng mà lại là hạnh phúc nhất. Bởi vì lương hát một buổi tối thì rất là ít tiền nhưng mà lại được khán giả rất là yêu thương. Lúc nào đến hát xong rồi hay mang quà cho ca sĩ này, mời về nhà ăn cơm này, họ chiêu đãi rất là nhiều những cái sản phẩm gọi là cái gì đặc sản quê hương, mang tính chất của quê hương. Yeah. Còn mà những cái gì mà sợ nhất thì là Bằng Cường nghĩ là cái đoạn đường đi từ đây sang cái điểm biểu diễn ấy rất là nguy hiểm. Thì có một lần sợ nhất đó là đi qua đèo Pha Đin, là cái đèo mà nó dài nhất và cao nhất của Việt Nam mình. Thì trên đường đi thì cả đoàn đang ngồi bàn tán với nhau, đang rất là sông tụ, đang nói là ui đang chuẩn bị sắp đi qua cái đèo Pha Đin, ngày xưa có một cái đoàn biểu diễn ấy, họ đi qua đây và họ bị lao cả cái xe xuống dưới vực và chết hết. Thì tự nhiên xe của đoàn mình đứng cái chỗ đấy, dừng xe luôn. Cả đoàn vừa mới xuống được khoảng 2-3 người thôi, Bằng Cường cũng vừa mới xuống thì tự nhiên cái xe nó chạy lùi lại phía sau. Nó chạy mà nó chạy 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 nó cứ lùi lùi mà không kịp phanh. Thế tự nhiên nó đến cái vực rồi thì tự nhiên là may là có cái barrier chắn đường ấy. Nếu mà không có cái barrier chắn đường thì cả cái xe nó cũng phóng xuống cái vực. Ngày xưa cái đoàn mà bị rơi xuống là vì không có cái barrier chắn đường. Cái lúc chia tay ấy, thì thường là anh chủ động chia tay hay là anh bị động chia tay? Thường khi mà Bằng Cường chia tay thì chắc là cái tình yêu của Bằng Cường nó khác người lắm. Bởi vì là nhiều người họ chia tay có thể họ cãi nhau một trận rồi họ có thể là chửi qua chửi lại rồi nhắn tin chửi qua chửi lại, nhưng mà với Bằng Cường thì thấy là cả hai đều là sự im lặng. Người kia cũng im lặng không liên lạc và Bằng Cường cũng là im lặng không liên lạc. Có thể là nói là hai người đều là cái sự gọi là bướng bỉnh của cả hai, bởi vì ai cũng có cái mình cho như là mình là đúng. Nhưng Bằng Cường trong cái thời gian yêu thì Bằng Cường lúc nào cũng là cái người mà luôn dành hết tất cả tình cảm cũng như là những cái gì mà mình có thì mình muốn cái gì tốt đẹp nhất mình muốn dành tặng cho người yêu của mình. Còn khi mà đã không hợp với nhau hoặc là không đến được với nhau nữa thì tự động rút lui, mình sẽ không nói gì nữa và hai bên đều không nói gì và tự động mọi thứ cứ nhạt nhòa rồi. Vậy có bao giờ anh bị tình trạng là người yêu cũ khủng bố tinh thần hay là đòi quà hay là bất cứ vấn đề gì để phiền hà cuộc sống của anh không? Từ xưa đến giờ thì Bằng Cường là một người mà lúc nào cũng sống trong cái gọi là êm đềm nhẹ nhàng và an toàn, cho nên là mày thế không có ai gọi Bằng Cường để mà mắng chửi hay là đòi nọ đòi kia cả. Ủa vậy chừng nào anh có dự định sẽ lập gia đình à? Bằng Cường vừa nói rồi đấy, chỉ cần em nắm tay anh. Không thì phải cũng có độ tuổi với anh chứ, nắm tới 80 tuổi hả? Bây giờ người ta nắm cái là mình đi liền đấy à? Rồi lỡ 80 tuổi mới nắm thì còn sao mà có nối dõi tông đường gọi là... Thì chúng ta bảo rồi, chỉ cần duyên số đến, duyên đến là mình sẽ vồ ngay. Dạ vồ ngay. Đúng rồi.
Và bây giờ sẽ là một trong những phần cuối của chương trình ngày hôm nay của Trần Quý Tiên để dành tặng cho anh Bằng Cường. Đó chính là một lời nhắn của một bạn khán giả đã gửi về số tổng đài của chúng tôi qua số điện thoại là 0967820869 qua phần mềm ứng dụng Mocha với lời nhắn như sau. Đây, lời nhắn cũng khá là dài. À, anh Bằng Cường ơi, đã từ rất lâu rồi, em muốn nói với anh là em rất thích anh. Em rất muốn anh biết được tình cảm này của em qua chương trình ngày hôm nay. Anh chấp nhận cùng nghe nhạc với em qua Mocha để nghe lời tỏ tình của em. Wow, nghe lời tỏ tình của em sao? Qua bài hát Tình Yêu Và Nỗi Nhớ Anh nha. Tình Yêu Và Nỗi Nhớ, bài này là của anh sáng tác hay sáng tác? Xin được cảm ơn bạn rất là nhiều. Đây là một ca khúc mà Bằng Cường sáng tác vào năm 2010. Chà, cũng lâu rồi. Bài này anh dành tặng với ai vậy? Bằng Cường dành tặng cho tất cả những người nào mà có người yêu mà đang ở xa nhau. Hay ha, vừa nói chuyện nhau, vừa chat, vừa nghe điện thoại, rồi vừa nghe nhạc luôn. Bằng Cường thấy cái chương trình này rất là hay và nhiều ứng dụng rất là lạ. Tạo sự tương tác giữa nghệ sĩ và khán giả và thu hẹp được khoảng cách đúng không ạ? Anh có thể hát theo bài hát được không ạ? Anh còn nhớ lời không ạ? Đây là những cái sáng tác Bằng Cường thì chắc chắn là Bằng Cường sẽ nhớ. Đã bao đêm anh thức viết thư tình gửi trao em tình yêu và nỗi nhớ. Trong đêm khuya vắng anh nghe lòng mình sao lắng. Ta xa nhau đã bao mùa qua, anh trong khuya lẻ bóng đứng một mình. Gió bên hiên nhẹ ru làm nhớ thêm. Đêm nay không có em bên mình cùng sưởi ấm. Anh mơ ôm lấy em vào lòng. Công nhận là cái chất nhạc của anh Cường rất là trẻ, rất là xì tim và hẹn chi mọi người yêu mến là đúng rồi. Đánh đúng tâm lý của các bạn trẻ đang yêu nhau và đặc biệt là các bạn yêu xa. Và hy vọng là món quà vừa rồi sẽ giúp cho bạn ở số điện thoại 0986129 3 chấm 3 chấm 3 chấm sẽ cảm thấy vui hơn và không biết là lời tỏ tình của bạn có thành công hay không. Đó, bạn đã tỏ tình với anh đó. Bằng Cường chỉ cần là... Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Và chị Bằng Cường chỉ cần là ai mà yêu mến mình là Bằng Cường sẽ yêu ngay. Trời ơi, yêu chân thành lại gì đúng hả? Anh đúng là người dung thủy mà. Không, người ta yêu mình thì mình yêu chứ. Dạ, cảm ơn anh Bằng Cường. Ngày hôm nay anh đã rất thoải mái khi mà bộc bạch hết những tâm tư, tình cảm và những bí mật trong cuộc sống của mình dành tặng cho các khán giả của Trường Quay Tin. Qua đây thì Bằng Cường cũng xin được gửi lời cảm ơn tin.vn cũng như là phần giao lưu của Hoàng Rapper rất là vui nhộn và để cho Bằng Cường có thể là bộc bạch hết tất cả những cái gì mà thầm kín trong lòng của Bằng Cường bấy lâu. Và sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng, cũng là một món quà cuối cùng dành tặng cho quý vị khán giả của Trường Quay Tin. Các bạn hãy cố gắng trả lời đúng câu hỏi và nhanh chóng gửi câu trả lời về cho chúng tôi qua phần mềm Mocha Messenger với số điện thoại là 0967820869 với nội dung câu hỏi như sau. Những loại nước mà ca sĩ Bằng Cường vừa mới uống trong chương trình ngày hôm nay của Trường Quay Tin, đó là những loại nước gì? Các bạn hãy cố gắng nhanh chóng trả lời những loại nước đó và cho có cơ hội lãnh được giải thưởng, đó chính là thẻ cào 200.000 đồng và một đĩa nhạc album của chính ca sĩ Bằng Cường với chữ ký của anh ấy chính chủ luôn. Xin chúc cho các bạn sẽ may mắn. Và bây giờ, Bà Đa Bơ và Bằng Cường xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.